Khái niệm này là khi tôi 26 tuổi vừa học Phật, lần đầu tiên gặp người xuất gia là Đại sư Chương Gia. Thầy dạy cho tôi. Tôi học Phật 60 năm. Càng về già càng cảm kích thầy. Bởi vì điều thầy dạy cho tôi là sự thật, không hề có tơ hào hư giả. Mặc dù hồi đó chúng tôi đối với sự nhìn thấu buông bỏ chưa thể hiểu triệt để, một khái niệm mơ mơ hồ hồ. Tôi còn thỉnh giáo thầy, buông bỏ từ đâu? Thầy nói với tôi, từ vật ngoài thân. Hồi đó, cuộc sống của chính chúng tôi hết sức khó khăn. Đãi ngộ mỗi tháng rất ít, chỉ đủ một mình sống. Cái gì cũng thiếu. Vậy vật ngoài thân tôi không có năng lực làm. Thầy liền hỏi tôi, một xu tiền có không? Tôi nói một xu tiền có thể, một đồng tiền có không, một đồng tiền cũng được. Thầy liền nói với tôi, người từ một xu một đồng bố thí, tu bố thí. Năng lực không đủ, tâm phải đủ. Thường có tâm bố thí. Điều này dạy rất hay. Chúng ta đối với việc dùng năng lực của mình giúp đỡ người khác, ý niệm này sẽ sanh khởi. Có thể xả mình vì người. Xã hội bây giờ, người có tâm niệm này rất ít. Đa phần đều là tự tư tự lợi, chỉ vì chính mình, không chịu vì người khác. Giai đoạn đầu của chúng tôi cũng như vậy. Học được khoảng 10 năm, tâm lượng rộng mở rồi. Rộng mở cái gì? Nghĩ người khác trước, nghĩ mình sau. Chúng tôi từ nhỏ thích đọc sách, cho nên tài sản không có gì khác, chỉ là sách vở, nhìn ăn nhìn mặc để mua sách thay. Người khác nhìn thấy muốn đi mượn đọc, lúc đầu là chắc chắn không được. Quyển sách này tôi đã đọc hiểu rồi, tặng cho anh thì được. Tôi còn chưa đọc xong, còn chưa hoàn toàn hiểu triệt để. Tôi còn cần, sẽ không cho người khác. Khoảng 10 năm sau, tôi mua sách mới, người ta thích lấy là có thể tặng cho họ. Tâm lượng này mở rộng ra. Hy vọng người khác thành tựu hơn tôi. Tôi hưởng phước của họ. Khái niệm này từ nhỏ tôi đã có. Thành tựu người khác thật sự thành tựu chính mình. Đặt người khác lên đầu tiên, chính mình đặt ở thứ hai, thứ ba. Cho nên năng lượng này, tâm địa thanh tịnh, năng lượng đầy đủ, trí huệ tăng trưởng. Mắt nhìn sắc, tai nghe tiếng, tiếp xúc một vài cảnh giới, sanh trí năng, không sanh phiền não. Cho nên điều này tương ứng với sự hồi hướng trong Phật môn chúng ta nói.
Việc này không phải là giả. Ý niệm nhân loại có thể ảnh hưởng sâu sắc tới thực vật, hạt giống, sinh vật tế bào đơn như vi khuẩn, con men, côn trùng và động vật nhỏ. Điều này chúng tôi cũng thường làm, cũng đã làm hơn 10 năm. Quả thật có hiệu quả. Động vật nhỏ đều hiểu ý con người. Động vật nhỏ cũng biết nhìn người. Quý vị có sát hại chúng không? Người bình thường chúng ta nói từ trường, người Trung Quốc nói khí chất, người tâm tánh bất thiện, người tàn bạo, sát khí đằng đằng, sự hung hãn tàn nhẫn đó, khí chất đó, những động vật nhỏ này nhìn thấy quý vị liền mau bỏ trốn. Nếu như khí chất của quý vị là lương thiện, là nhu hòa, là từ bi, chúng sẽ dám thân cận quý vị. Từ việc những động vật nhỏ này nhìn thấy quý vị coi động tác, phản ứng của nó thì nghĩ lại, khí chất của mình rốt cuộc ra sao? Là thiện hay là ác? Động vật nhỏ này sợ mình hay là thích mình? Không sai chút nào. Hồi tôi còn nhỏ, thời kỳ kháng chiến, cha tôi là quan quân, quản lý vũ khí, là quan quân giới quản lý vũ khí. Quản vũ khí súng ống rất nhiều, cho nên người trong nhà chúng tôi không nhiều, chỉ có 4 người. Cha mẹ tôi và 2 anh em tôi, trong nhà chúng tôi hình như có 8 cây súng, ngắn dài đều có. Cho nên từ nhỏ đã thích chơi súng. Hồi đó không có cách nào đi học được, chạy nạn. Đạn nhiều quá, lấy được đạn rất dễ. Khoảng bình quân tôi nhớ 3 năm, 17, 18, 19. Hồi tôi 16 tuổi, 16 tuổi tới 18 tuổi, 3 năm đó, bình quân mỗi ngày phải bắn 10 phát đạn. Cho nên luyện ra cái gì? Tay súng thần, không cần nhắm trúng. Có thể nói là không thể 100%, khoảng 95% là không thành vấn đề. Chắc chắn có thể bắn trúng. Luyện ra được. Ngày ngày luyện. Có nhiều đạn như vậy cho quý vị luyện. Cho nên hồi đó, mấy con chim, động vật nhỏ đó nhìn thấy tôi liền bay đi, đi chạy đi. Bản thân chúng tôi không biết. Sau này học Phật rồi mới hiểu, sát khí quá nặng. Sau khi học Phật khoảng 10 năm, 20 năm, tôi thấy mấy động vật nhỏ nhìn tôi. Chúng dừng ở đó nhìn rất lâu, không động đậy. Nghĩa là sát khí đó đã giảm thiểu rất nhiều. Tâm từ bi đã tăng trưởng. Thậm chí động vật nhỏ, tôi ở công viên nước Mỹ nhìn thấy con chồn ở trên cây. Trên tay chúng tôi cầm đậu phộng, vẫy tay với nó. Nó chạy tới thật. Nó tới ăn đậu phộng. Nó không sợ quý vị nữa. Những hành vi này của chúng ta, trong ý niệm này đều đã giết rồi. Họ làm thí nghiệm này đã rất thành công. Thí nghiệm này chúng tôi trước khi học Phật, sau khi học Phật đều đang làm không gián đoạn. Quả thật, ý niệm ảnh hưởng sâu sắc tới môi trường bên ngoài. Bên dưới họ nói, tôi tin là đây là người viết sách. Sử dụng niệm lực một cách có tự giác, có thể cải thiện sức khỏe của chính mình, tăng cường sự thể hiện trong các lĩnh vực cuộc sống của chúng ta, thậm chí ảnh hưởng tới tương lai. Lời này chúng tôi tin tưởng. Nó là sự thật, nó không phải giả.
Chúng ta quan sát tỉ mỉ, hiện tiền có rất nhiều việc quả thật trong tương lai đã xảy ra. Nhất là chúng ta bị oan ức. Bình thường nói là bị oan uổng, oan khuất. Chúng ta không cầu minh oan, không cầu biện bạch. Chúng ta nhận chịu rồi, chúng ta chuyển biến một hướng khác để nỗ lực. Không ngờ rằng phương hướng đó là một vùng ánh sáng, quả thật đem tới cho chúng ta hiệu quả không ngờ tới. Tình hình này trong đời của tôi đã xảy ra mấy lần. Cho nên ý niệm nhất định mình phải biết chịu thiệt. Dùng lời của người bình thường là có thể hy sinh,